Như tôi đã giới thiệu lúc nãy thì cái chiếc xe này rất là dài. Đấy, anh em thấy này, nó khá là dài. Chiều dài trục cơ sở của nó hoặc là chiều dài tổng thể xe, tôi chưa tìm hiểu rõ về xe này, nhưng mà loanh quanh đâu vào 4,5 m thì phải, rất là dài. Dài lắm. Đó, cửa nó cũng rộng nhé. Tôi cao 1,78 m thì cái chiều cao của xe đến đây, nói chung là chiều cao của xe thì không cao lắm. Tuy nhiên nó nhìn, bởi vì nó thấp nên là nhìn nó rất là dài. Và dài thế này thì nhìn lại rất là bắt mắt. Ngoài ra thì ở cái phần đầu xe này có cái thiết kế gần giống xe Lexus, khá là đẹp. Nếu mà lấy xe này về thì cũng phần body kit, phần cản phía trước cũng không phải độ gì nhiều. Tôi ấn tượng nhất cái xe này là cái chiều dài thân của nó dài, 7 chỗ, ngồi rộng rãi thoải mái. Tôi cao 1,8 m mà tôi ngồi lên đây là ok. Úi dồi ôi, còn cách chân tôi khoảng độ 15-20 phân rồi đấy. Dài, nói chung là thích chiếc xe này. Xin chào anh em, Toyota Veloz. Hôm nay tôi mới được trực tiếp mục sở thị em nó. Chiều dài, dài, đúng là xứng đáng với chiếc xe 7 chỗ. Hôm nay thì tôi sẽ review qua một chút về chiếc xe này, chủ yếu là về phần đồ chơi thôi. Xem còn lắp được thêm những cái gì. Thì lúc đấy tôi có ngó qua loanh quanh thì cũng lắp được khoảng độ loanh quanh 100 triệu tiền đồ đấy, không ít đâu. Nên là anh em cố gắng xem hết video nhá. Ở phần đầu xe này thì vừa rồi chúng tôi có test bộ đèn. Đèn này là đèn full LED, ánh sáng trắng khoảng độ 6000 đến 6500 Kelvin. Nói chung là với ánh sáng này thì đi đường bình thường thì sẽ ok, còn đi đường mà hôm nào buổi tối trời mưa hoặc đi đường đèo thì sẽ khó quan sát. Ngoài ra thì cũng có đèn gầm, tuy nhiên đèn gầm thì hơi tối và nó không rót đó. Còn một điểm nữa là đây, anh em nhìn thấy này, cái phần phía đầu xe rất là đẹp. Tôi cũng mê rồi đấy. Tôi cũng đang rất là muốn đổi Toyota Veloz, nhưng mà đợt này thì khả năng là phải chờ hơi lâu. Rồi thì bây giờ anh em ta chạy lên đường thử một chút xem cảm giác lái của nó thế nào nhá. Rồi anh em mình đã lên xe thì ai già, ở những cái nhìn đầu tiên trên chiếc xe này thì tôi theo như nhu cầu của tôi là tôi chưa thấy cái gì để tôi chê cả. Giờ mình nổ máy lên cái xe này. Đấy, đèn LCD luôn nha, rất là đẹp. Đấy, màn hình này thì hơi cùi, hơi mờ. Tôi vào số lùi xem, hơi mờ anh em nhé. Dù gì thì chút nữa chúng tôi cũng thay cam 360 cho nó. Đấy, cảnh báo. Rồi, mặt táp lô bằng nhựa nhưng mà cái vô lăng thì bằng da cũng được. Nói chung cảm giác cầm nắm ok. Thôi bây giờ anh em mình thử đi một tí xem nhé. Tôi xem cái cảm giác lái chiếc xe này nó như thế nào. Tôi cũng rất là ưng, tôi cũng đang muốn đổi xe. Kính thì là có auto một cửa thôi, auto cửa lái thôi. Đó, ok, thế bây giờ anh em mình đi này. Phanh tay tự động. Con này nó có cả sạc không dây. Bản này chưa biết, không biết có sạc không dây chưa. Chút nữa tôi thử. Đấy, rồi anh em mình đi đã nha. 7 chỗ Toyota Veloz 7 chỗ. Giá lăn bánh loanh quanh ở thời điểm này loanh quanh hơn 700 triệu. Nói chung là máy 1.5 turbo khá là bốc, nhưng mà cảm giác của tôi khi bắt đầu lái chiếc xe này thì thấy độ ồn cao quá. Ngoài ra thì ngồi cũng rất là thoải mái, tuy nhiên thì ồn. Xe này nếu mà mua về thì anh em nên đầu tư thêm một khoản tiền nữa để mình làm chống ồn cho nó. Khá là ồn đấy anh em ạ. Vỏ cũng tương đối mỏng. Ngoài đầu vô lăng nhẹ. Ngoài ra thì trên chiếc xe này còn có thể lắp được những đồ chơi gì vừa xong như tôi nói đầu tiên nữa là bộ đèn hơi tối. Mình có thể nâng cấp lên. Tiếp theo là bộ màn hình này thì không có cái gì cả, nó rất là thuần túy thôi.
nó cũng rơi vào khoảng 9 inch. Thì ngay sau đây chút nữa thì chúng tôi sẽ lắp cho nó bộ màn hình liền cam 360 tắp lô này nhựa này, camera hành trình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng dán phim cách nhiệt 3M cho chiếc xe này nữa. Rồi trên vô lăng còn độ được, có thể là độ được vô lăng D-cut nữa, hoặc là có thể anh em là thích cái form này rồi thì mình bọc thêm da vào đây cho nó dày một chút, da Napa cho dày một chút để cho tăng cái cảm giác cầm nắm. Chỗ này có một chút là da này, mà phần trên này là tắp lô là nhựa hết. Bấm còi thử xem này. Còi te te nên thay thì thêm một cặp còi nữa, kêu pam pam nó mới sướng. Còi thì còi tiêu chuẩn thôi. Thảm, thêm bộ thảm lót sàn, có thể là 360, có thể là thảm 5678D, cũng có thể là dùng cái thảm cao su. Đấy, khởi động một nút bấm điều hòa. Mát sâu, có khả năng là xe mới nên mát rất là sâu. Nhưng mà xe này chắc chắn phải dán phim cách nhiệt. Trần thì cũng không phải là nỉ mà cũng không phải là da, bằng vật liệu composite thì phải. Ghế thì ghế nỉ anh em nhé. Đó, thì bộ ghế này anh em ta có thể là bọc thêm da vào. Còn cái gì nữa không? Đồ chơi cho nó thì có gì? Cam 360, cam hành trình, gập gương lên xuống kính. Rồi là đèn ổ có start stop nút bấm rồi, thì có thể là kích hoạt được tính năng ẩn lên cho nó bằng đèn ổ từ xa hay gì đấy nữa thì chắc là khả năng phải sau này. Ngoài ra thì áp suất lốp tôi chưa thấy xuất hiện ở trên này, thì mình trang bị thêm áp suất lốp cho nó. Ở chiếc xe này hôm nay thì chúng tôi sẽ làm những hạng mục là, một là dán phim 3M này, hai nữa là lắp màn hình liền cam 360 này, ba nữa là thảm sàn này, bốn là lắp bộ cảm biến áp suất lốp trên màn Android luôn đó. Còn la răng thì xe này la răng tôi cũng chưa để ý, chút nữa tôi sẽ quay ngoại thất bên ngoài xem là như nào. Đây mình chạy một vòng nữa xem. Nói chung là máy 1.5 turbo khá là khỏe, nếu mà đi với full tải thì cũng ok đấy. Tuy nhiên thì khá là ồn, anh em có thể nghe được tiếng ồn lên trên xe đúng không? Đấy, khá là ồn. Và tôi thả trôi như này thì cũng nghe thấy cái tiếng lốp nó dội lên khoang máy tương đối nhiều, nên là chống ồn là một phần không thể thiếu. Nếu mà anh em nào đã đi quen những cái xe mà nó êm rồi thì ở mức độ ồn này nó rơi vào khoảng độ chắc độ vào khoảng độ tầm tôi áng thôi, theo như kinh nghiệm của tôi rơi vào khoảng độ 60 đến 80 decibel đấy. Rồi, mình quay đầu xem này. Mình quay đầu lại. Chỗ này rộng, dễ quay đầu. Hay là mớm ga mà cũng vọt đấy. Hộp số này, hộp số CVT thì phải. Tôi chưa xem máy. Nhưng mà tôi cũng rất là thích cái xe này. Đấy, thì xe này cũng trang bị được khá tiền đồ nữa. Cốp điện chưa có nhé, cái bản thấp này thì cốp điện chưa có. Và trên thị trường hiện tại cũng có một số anh em đang nghiên cứu để làm cốp điện cho em nó. Còn cái gì để chơi cho xe này nữa không nhỉ? Đấy, bọc da, trần, ghế, vô lăng, màn hình. Âm thanh, để tôi mở thử âm thanh. Nhưng mà cái xe này lại chưa có USB. Thì tôi nghĩ là những cái dòng này thì âm thanh cũng là một cái phụ kiện không thể thiếu. Ở đây tôi thấy có đằng trước có 4 loa, đằng sau có 4 loa, 8 loa nhỉ. Nên mình nên thay một bộ loa đi, cộng với lại con súc. Nếu mà ở cái mức độ, nếu mà ở mức độ bình thường thì đấy, chỉ cần trang bị những cái cơ bản nữa thôi. Bộ loa âm thanh khoảng độ xe nào con súc, bộ loa nó rơi vào loanh quanh 20 triệu thì cũng coi như là có một bộ loa tương đối cơ bản để mình nghe đấy. Thế thì tôi sẽ tổng kết lại chiếc xe Toyota Veloz, con này là bản thấp nhất, sẽ có các gói độ như sau.
Một ấy là anh em mình đổ đèn cho nó, đèn pha, đèn gầm, màn hình Android hoặc là màn hình Android kèm cam 360, cảm biến áp suất lốp, rồi là vô lăng có thể bọc thêm da, 5 cái rồi. Rồi là bọc da ghế, bọc da trần. Ghế thì bằng nỉ, anh em nào muốn bọc thì tôi nghĩ là nên bọc. Rồi là camera hành trình, rồi là thảm sàn, rồi là một bộ âm thanh bao gồm loa cánh, loa súp, rồi là cốp điện, cũng loanh quanh 10-11 món. Rồi thì trải nghiệm trong xe, tôi đã có nhắc đến 10-11 món phụ kiện có thể lắp trên chiếc xe Toyota Veloz này. Và ngoài ra thì còn có một món nữa rất là quan trọng, đó là cửa hít SK có thể lắp được cho Toyota Veloz. Đó, sơ sơ qua về chiếc Toyota Veloz. Hôm nay tôi làm một video ngắn thôi, khái quát giới thiệu với anh em về chiếc xe này, rồi tôi cũng đang rất là máu mua nó. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Anh em nhớ là dưới góc phải màn hình anh em đang xem có cái chữ đăng ký đấy. Anh em hãy bấm vào nút đăng ký và bật chuông lên để nhận nhanh nhất và sớm nhất những video của chúng tôi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.